Chuyển động 360 kính chào quý vị. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất không thể bỏ lỡ. Trong không khí ấm cúng, thân mật, chân thành và cởi mở, nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã chia sẻ về nghề giáo, về học sinh, học viên, sinh viên, về trường lớp. Bên cạnh những chia sẻ hết sức cảm động về những khó khăn của thầy và trò ở vùng sâu vùng xa và trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như những trăn trở với nghề, các nhà giáo tỏ rõ quyết tâm tiếp tục đem nhiệt huyết của mình cống hiến cho sự nghiệp chồng người, tất cả vì học sinh thân yêu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục. Các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong quá trình thực thi chính sách thì cũng có cái điểm tốt, cũng có cái điểm chưa tốt. Tôi cũng đã từng lăn lộn từ mầm non, từ tiểu học, từ bán trú, từ trường như thầy Tuấn vừa nói, trường cao đẳng, trường đại học. Rồi phụ trách ở lĩnh vực nào thì tôi cũng rất quan tâm đến cái vấn đề này. Hết sức là quan tâm. Vì cũng một mặt là mình yêu cái nghề giáo viên này. Một mặt đây là cái sự nghiệp của Đảng. Dù bất cứ ở cương vị nào, trách nhiệm nào cũng phải suy nghĩ. Không phải bây giờ lên Thủ tướng mới lại được Đảng, Nhà nước giao cái nhiệm vụ nặng nề này thì mình mới suy nghĩ. Tôi ở bất cứ cương vị nào, bất cứ được phân công cái việc gì, đều phải tìm hiểu, đều phải liên quan đến cái giáo dục đào tạo. Theo Thủ tướng, gần 2 năm qua, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Hàng triệu thầy cô giáo, đặc biệt là các giáo viên mầm non và ngoài công lập, bị ảnh hưởng thu nhập đời sống khó khăn do dịch bệnh. Thậm chí, nhiều thầy cô còn phải làm thêm các công việc khác để lo cuộc sống. Hàng chục triệu trẻ em không được học trực tiếp dài ngày, ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng học và đảo lộn cuộc sống của hàng triệu gia đình. Hàng nghìn em mồ côi do mất cha, mất mẹ trong dịch bệnh. Tôi nhắc lại cái chỗ này thôi. Một lần nữa, xin chia sẻ với những khó khăn thách thức của các thầy cô trong thời gian qua và xin cảm ơn, tri ân sự cố gắng, nỗ lực và cống hiến của các thầy cô giáo và xin chúc mừng các thầy cô giáo, chúc mừng ngành giáo dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phải dạy, vừa phải học tập và nâng cao kiến thức trong một cái điều kiện không bình thường. Theo Thủ tướng, hiện nay chúng ta đang thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Năm học 2020-2021 ghi dấu mốc quan trọng với việc xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ những nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu Nghị quyết 29 của Trung ương, qua đó tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đồng thời huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh dịch bệnh, Chính phủ đang và sẽ giải quyết sớm những vấn đề trước mắt để tạo điều kiện cho ngành giáo dục và đào tạo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tôi kêu gọi cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục, với các thầy cô giáo trong sự nghiệp chồng người. Việc giáo dục con người không phải là việc riêng của ngành giáo dục, của các thầy cô giáo, mà mỗi người trong chúng ta phải luôn là một người học trò để học tập không ngừng và cũng luôn là một nhà giáo để giáo dục nhiệt tình tham gia vào công việc vẻ vang và cao quý. Nhân dịp 20 tháng 11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước. Các giáo viên là người nước ngoài đang giảng dạy tại Việt Nam. Chúc các thầy cô giáo sức khỏe, thành công để thực hiện lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!